Trong bản tin thứ tư ngày 21 tháng 4 hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói chuyện với Thủ tướng Trudeau cam kết cung cấp thêm vaccine COVID-19 cho Canada trong tương lai. Canada xem xét chính sách về du lịch từ Ấn Độ để đối phó với sự bùng phát dịch lớn. Tỉnh Quebec xác nhận có biến thể đột biến kép B.1.617 được tìm thấy ở Ấn Độ. Buổi cập nhật về vaccine AstraZeneca đã bị hủy bởi cơ quan NACI, không liên quan đến các lo ngại về an toàn. Tỉnh Ontario cho biết những cải tiến đối với chính sách nghỉ bệnh có lương sắp được thông qua. Lạm phát hàng năm của Canada đã tăng vọt vào tháng 3. Thẩm phán Tòa án tối cao tỉnh BC chấp thuận yêu cầu của bà Mạnh để trì hoãn các phiên điều trần dẫn độ. 5 người ở Ontario từ các địa chỉ khác nhau đã bị phạt sau khi đi trên cùng một chiếc xe trong thời gian lệnh ở nhà đang có hiệu lực. Lượng tuyết rơi kỷ lục ở thành phố Montreal khi nhiệt độ xuống dưới mức trung bình. Và trong một số tin thế giới đáng chú ý khác, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây về việc vượt qua giới hạn tôn trọng với nước Nga. TikTok bị kiện về việc khai thác và sử dụng dữ liệu của trẻ em. Chính phủ Liên bang Úc hủy bỏ các thỏa thuận vành đai và con đường giữa tiểu bang Victoria với Trung Quốc. Các nhà khoa học phát hiện lại giống cà phê đã bị mất hàng thập kỷ mà phù hợp với khí hậu ấm hơn. Hoàng Anh và biên tập viên Quỳnh Giao xin kính chào quý vị và xin cảm ơn quý vị cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị và các bạn ghé thăm trang web của tạp chí Culture để xem thêm các bản tin và các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi mời quý vị bấm đăng ký subscribe miễn phí và nhớ bấm nút chuông ngay kế bên cạnh để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và nhớ bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Trudeau, cam kết gửi thêm vaccine COVID-19 cho Canada trong tương lai. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, ông đang kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 dư cho các quốc gia khác, bao gồm cả Canada, khi việc triển khai tiêm chủng ở Hoa Kỳ đã đạt thêm một cột mốc quan trọng khác. Tổng thống Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau vào thứ Tư hôm nay về việc cung cấp hỗ trợ vaccine cho Canada và Trung Mỹ. Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ để gửi vào thời điểm này, nhưng cho biết Hoa Kỳ có thể cung cấp sự trợ giúp trong tương lai. Bản tin của cuộc gọi do Văn phòng Thủ tướng đưa ra cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực tiêm chủng ở cả hai quốc gia và sự cấp bách của việc đưa mọi người tiêm phòng càng nhanh càng tốt để chấm dứt đại dịch COVID-19 toàn cầu. Ngoài ra, thì cả hai cũng thảo luận về hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo sắp tới về khí hậu, ngân sách liên bang, cũng như việc giam giữ hai người Canada là ông Michael Kovic và Michael Spavor ở Trung Quốc, cùng việc trao đổi gần đây về vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Hoa Kỳ. Thông qua một thỏa thuận song phương, 20 triệu liều vaccine của AstraZeneca dự kiến sẽ được chuyển đến Canada từ các nhà máy sản xuất ở Hoa Kỳ trong quý 2 và quý 3 năm nay. Vaccine AstraZeneca đã được Bộ Y tế Canada cho phép sử dụng ở Canada, nhưng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chưa phê duyệt sử dụng ở quốc gia này. Trong tuần này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã thông báo rằng mọi người Mỹ từ 16 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19. Canada đang xem xét chính sách về du lịch từ Ấn Độ để đối phó với sự bùng phát dịch lớn.
bác sĩ y tế công cộng hàng đầu của Canada cho biết, chính phủ liên bang đang xem xét các chuyến bay đến từ Ấn Độ do sự gia tăng lớn trong các ca COVID-19 tại nước đó. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada cho biết, chính phủ tin rằng hạn chế du lịch từ các quốc gia cụ thể chỉ có thể có một số tác động nhất định. Ấn Độ là một trường hợp đặc biệt. Bà Tam nói rằng, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá rủi ro một lần nữa và sử dụng dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được ở biên giới để thông báo cho các bước tiếp theo. Tiến sĩ Tam cũng cho biết Canada có xu hướng tiếp cận rộng rãi hơn, chọn các lớp bảo vệ chống lại du khách từ tất cả các quốc gia. Bà chỉ vào các xét nghiệm trước khi lên máy bay, khi đến Canada và cách ly theo yêu cầu của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều nhà chức trách đã kêu gọi Ottawa hạn chế đi lại từ Ấn Độ và các điểm nóng khác. Điển hình là chính phủ Ontario đã nói rằng các ca COVID-19 đang tấn công vào tỉnh qua biên giới quốc tế. Lãnh đạo Hạ viện tỉnh Ontario là ông Paul Calandra cho biết, Đảng Tự do Liên bang phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn nhiều biến thể hơn xâm nhập vào Canada. Cùng trong ngày, các nghị sĩ tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp về các biến thể COVID-19. Cuộc tranh luận được yêu cầu bởi nghị sĩ Đảng Xanh và Elizabeth May. Bà cho rằng thảo luận nên tập trung vào việc Canada có nên chuyển từ chiến lược giảm thiểu COVID-19 sang chiến lược loại bỏ hoàn toàn hay không. Toronto tăng gấp 3 lượng vaccine tại các điểm nóng với 13 mã bưu chính mới. Thành phố Toronto đang tăng cường nỗ lực để có thêm nhiều cư dân sống trong các cộng đồng điểm nóng được tiêm chủng với tốc độ nhanh hơn. Một chiến lược tiêm chủng di động mới được đưa ra tăng gấp 3 lượng vaccine trong các khu vực này. Tại cuộc họp giao ban COVID-19 hôm nay, thị trưởng Toronto, ông John Tory và quan chức y tế là tiến sĩ Eileen Davila đã trình bày chi tiết về chiến lược nước rút với các đối tác trong ngành y tế Toronto, xác nhận rằng Toronto bắt đầu nhận được các lô hàng vaccine lớn hơn thường xuyên từ tỉnh. Bộ Y tế Toronto đã xác định 13 khu vực ưu tiên được phân loại theo mã bưu điện như sau. Phía Tây Bắc bao gồm M9W, M9V, M9L, M9M, M9N, M6M, M3K, M3J, M3N và M3M. Phía Trung Tâm có M4H và phía Đông là M1J, M1G. Việc tiêm chủng sẽ được tiến hành thông qua sự kết hợp của các phòng khám di động và dã chiến, và bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm. Sau 13 khu vực này, thành phố sẽ chuyển sang nhóm các khu vực điểm nóng tiếp theo. Sau đây là cập nhật nhanh tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối thứ Tư, ngày 21 tháng 4, Canada đã báo cáo thêm 8.420 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.147.464 với 85.543 ca còn bệnh. Đã có trên 1.037.800 ca hồi phục, số người tử vong là 23.763. Hơn 10.6 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada cho đến nay. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 1.217 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 6 ca tử vong. Số ca nhập viện đứng ở mức 716 người, với 178 người đang được chăm sóc đặc biệt. Hôm nay, nhiều người dân Montreal đã xếp hàng bên ngoài các điểm tiêm chủng từ sáng sớm để được tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên sau khi chính quyền tỉnh giảm yêu cầu độ tuổi tối thiểu xuống còn 45 tuổi trở lên. Theo kế hoạch, thì 600.000 người Quebec hiện đủ điều kiện để tiêm mũi đầu tiên. Một trường hợp đầu tiên của biến thể B.1.617, một biến thể COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, đã được xác định ở vùng Morrissey Center du Quebec giữa Montreal và thành phố Quebec của tỉnh Quebec. Đây được cho là trường hợp đầu tiên của loại biến thể này ở Canada. Nó được gọi là đột biến kép vì nó chứa hai đột biến khác biệt của virus COVID-19 ban đầu. Mỗi đột biến đó đã được nhìn thấy trong các biến thể khác riêng biệt. Nhưng biến thể này có cả hai cùng một lúc. Biến thể đột biến kép này được biết đến với khả năng lây truyền dễ dàng và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo thêm 4.212 ca nhiễm mới và thêm 32 ca tử vong. Số ca nhập viện là 2.335 người. Hiện có 790 bệnh nhân đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trong số đó có 566 người đang cần trợ thở máy, một mức cao mới. Trong khi đó, thủ hiến Doug Ford đang cách ly sau khi một nhân viên của ông xét nghiệm dương tính với virus.
Thủ hiến đã xét nghiệm và kết quả là âm tính. Các đơn vị y tế công cộng đã tiêm tổng cộng 136.695 liều vaccine vào ngày hôm qua, là con số cao nhất trong ngày. Tiến sĩ Isaac Bogot, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, cho rằng mức độ tiêm cao là từ vaccine AstraZeneca cho người lớn trên 40 tuổi. Chuyển sang tỉnh bang BC, tỉnh này ghi nhận 862 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 7 ca tử vong. Tổng cộng có 483 người đang nằm viện, 164 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt. Tại tỉnh Alberta, một phòng khám chủng ngừa hàng loạt được lên kế hoạch tại một nhà máy đóng gói thịt ở miền nam Alberta đã phải hoãn lại do việc vận chuyển vaccine Moderna COVID-19 bị chậm trễ. Gần một nửa trong số 2.200 công nhân tại cơ sở của Cargill ở High River, phía nam Calgary, đã nhiễm coronavirus và hai nhân viên đã chết trong đợt bùng phát ở đó vào mùa xuân năm ngoái. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 1.699 ca nhiễm mới. Do các vấn đề về kỹ thuật, tỉnh không báo cáo số ca tử vong. Theo tiến sĩ Dine Hinshaw, giám đốc y tế của tỉnh, các biến thể đáng lo ngại hiện chiếm 59% các ca đang bệnh trong tỉnh. Tại các tỉnh vùng Thảo Nguyên, chính phủ Manitoba sẽ mở rộng chương trình vaccine COVID-19 để ưu tiên những người phản ứng đầu tiên, giáo viên và những nhân viên tuyến đầu khác. Các sĩ quan, cảnh sát tiền tuyến và lính cứu hỏa ở mọi lứa tuổi hiện đều đủ tiêu chuẩn. Tỉnh đã báo cáo 164 ca bệnh mới cùng với 1 ca tử vong. Trong khi đó, các quan chức y tế ở tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 231 ca nhiễm mới và thêm 4 ca tử vong. Tỉnh tiếp tục mở rộng điều kiện tiêm chủng, nhưng cho biết việc mở cửa cho tất cả mọi người trên 18 tuổi vào giữa tháng 5 vẫn là một mục tiêu rất tham vọng. Ở khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland có thêm 1 ca bệnh mới. Tỉnh đang làm việc với tỉnh Ontario để gửi nhân viên y tế đến giúp đỡ. Nhưng điều này đang làm dấy lên lo ngại từ Hiệp hội Y tá của tỉnh về tình trạng thiếu điều dưỡng ở tỉnh. Tỉnh New Brunswick báo cáo 7 ca bệnh mới và thêm 1 ca tử vong. Các quan chức y tế yêu cầu mọi người kiên nhẫn khi giai đoạn tiêm chủng cho người trên 65 tuổi của kế hoạch tiêm chủng được triển khai. Do nhóm tuổi này đại diện phần lớn dân số trong tỉnh, các cuộc hẹn thường sớm được đặt. Tỉnh Nova Scotia có thêm 25 ca bệnh mới, là con số cao nhất trong 5 tháng. Tin được đưa ra cùng ngày, Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế và khúc côn cầu Canada thông báo giải vô địch thế giới dành cho nữ sẽ bị hủy bỏ. Trên khắp miền Bắc, Nunavut báo cáo 1 ca nhiễm mới. Vùng lãnh thổ này đang có 33 ca còn bệnh. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết buổi cập nhật về vaccine AstraZeneca bị hủy không liên quan đến các lo ngại về an toàn. Giám đốc Y tế Công cộng của Canada cho biết, việc Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng là cơ quan NACI gần đây đã hoãn cập nhật theo kế hoạch cho hướng dẫn vaccine AstraZeneca là do họ muốn kết hợp dữ liệu mới nhất về các biến thể COVID-19, không phải vì bất kỳ lý do nào liên quan đến tính an toàn của sản phẩm. Cơ quan NACI được lên lịch để cung cấp thông tin cập nhật về vaccine AstraZeneca ngày hôm qua. Nhưng cuộc họp báo đã bị hủy đột ngột chỉ vài phút trước khi bắt đầu, khiến các phóng viên đặt câu hỏi về sự thay đổi lịch trình đột ngột. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, cơ quan NACI, ủy ban gồm các chuyên gia tình nguyện, chịu trách nhiệm xem xét vaccine, cập nhật truyền thông của NACI đã được lên lịch lại để các thành viên ủy ban có cơ hội xem xét dữ liệu mới về sự lây lan của các biến thể đáng lo ngại trong đợt đại dịch thứ ba này và tác động của chúng đối với chiến dịch tiêm chủng. Với số ca bệnh lên cao, một số chuyên gia y tế công cộng đã kêu gọi cơ quan NACI và những người ra quyết định cấp tỉnh nới lỏng các quy định về tính đủ điều kiện để tiêm vaccine cho nhiều người trẻ hơn. Tiến sĩ Tam cho biết, tình trạng giảm tiểu cầu do vaccine là rất hiếm. Các chuyên gia vẫn tin rằng tình trạng máu đông có thể phát triển ở khoảng một trong số 250.000 người được tiêm vaccine AstraZeneca. Tình trạng máu đông này không được cho là có liên quan đến bất kỳ bệnh nền hoặc bất kỳ đặc điểm thể chất hoặc sinh học nào. Mặc dù đã có báo cáo về tình trạng này phát triển ở phụ nữ trẻ, nhưng hiện tại không có bằng chứng chắc chắn nào cho các chuyên gia thấy họ dễ mắc bệnh hơn các nhóm khác. Một trong ba người được chẩn đoán mắc bệnh máu đông ở Canada là một người đàn ông ở độ tuổi 50. Ontario cho biết, những cải tiến đối với chương trình nghỉ bệnh có lương sắp được thông qua.
Bộ trưởng Bộ Y tế bà Kristin Elliott cho biết một chương trình nghỉ bệnh có lương do tỉnh điều hành đang được xem xét. Hôm nay, Chủ tịch Hạ viện, ông Paul Calandra xác nhận rằng một số thay đổi sắp diễn ra. Trước câu hỏi của các nghị sĩ đối lập, ông Calandra nói rằng tỉnh sẽ thực hiện những cải tiến bổ sung cho chương trình liên bang trong những ngày tới. Cho đến tuần này, Thủ hiến Dufford và nội các của ông đã từ chối thực hiện nghỉ bệnh có lương, nói rằng tỉnh không muốn trùng lập với phúc lợi ốm đau phục hồi của Canada, CRSP, cho rằng việc này không công bằng đối với người đóng thuế. Việc từ chối được đưa ra bất chấp các cuộc gọi lặp đi lặp lại trong nhiều tháng từ các cố vấn y tế của chính phủ, các quan chức y tế địa phương, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm bên ngoài và những người ủng hộ lao động. Họ cho rằng CRSP quá phức tạp và không đủ giúp người lao động. Chính sách nghỉ bệnh thuộc thẩm quyền của tỉnh bang và Ontario đã có chương trình riêng của mình cho đến khi chính phủ hiện tại cắt giảm vào năm 2018. Ông Calandra cho biết những thay đổi là cần thiết ngay bây giờ vì làn sóng thứ ba của COVID khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với hai đợt trước do sự xuất hiện của các biến thể đáng lo ngại. Ông cho biết thêm chi tiết về kế hoạch của tỉnh là sắp được thông qua, nhưng nội các muốn hoàn thiện nó trước khi triển khai. Cảnh sát Toronto công bố đội thực thi chuyên tập trung vào các cuộc tụ tập đông người. Cảnh sát Toronto đang khởi động các đội thực thi chuyên trách trong mỗi khu vực để tập trung vào các cuộc tụ tập đông người, bất chấp hạn chế liên quan đến COVID-19. Các đơn vị sẽ phản hồi báo cáo về các cuộc tụ họp lớn trên toàn thành phố, trái với lệnh ở nhà của Ontario. Quy mô tối đa được phép theo hướng dẫn của tỉnh là 5 người trong cùng một hộ gia đình. Giám đốc nhân viên, ông Randy Carter sẽ giám sát hành động cưỡng chế và cho biết các đội thực thi sẽ tập trung vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm các bữa tiệc tại khu cho thuê ngắn hạn hoặc tại các quán bar và nhà hàng. Cảnh sát trưởng ông James Raymer cho biết các sĩ quan sẽ không tiến hành dừng xe ngẫu nhiên. Ngoài ra, người dân không bị buộc phải giải thích lý do tại sao họ rời khỏi nơi cư trú. Việc ra đường không phải là bằng chứng về việc không tuân thủ lệnh khẩn cấp. Ngân hàng Canada giữ lãi suất chuẩn ở mức thấp kỷ lục. Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ lãi suất chuẩn ổn định ở mức thấp kỷ lục 0,25% vào thứ Tư, cho biết sự phục hồi trong đại dịch tiếp tục đòi hỏi hỗ trợ của chính sách tiền tệ. Đồng thời, ngân hàng cũng tăng đáng kể ước tính tăng trưởng, dự báo mức tăng 6,5% trong năm nay so với dự đoán trước đó là 4%. Ngân hàng cho biết trong một tuyên bố, họ dự định giữ nguyên lãi suất chính sách cho đến khi nền kinh tế phục hồi, có thể vào nửa cuối năm 2022, so với dự đoán trước đó là năm 2023. Triển vọng được cải thiện có nghĩa là khả năng chi phí vay sẽ tăng vào cuối năm sau trở nên cao hơn. Các điều kiện tốt hơn là lý do tại sao ngân hàng sẽ giảm bớt việc mua trái phiếu chính phủ liên bang, một phần của chương trình nới lỏng định lượng Quantitative Easing hay QE được thiết kế để hỗ trợ nền kinh tế. Thống đốc ngân hàng, ông Tiff McClam cho biết, yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh kinh tế là khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Làn sóng thứ hai có tác động kinh tế ít hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên, với sự phục hồi nhanh chóng và số lượng việc làm tăng đáng kể trong tháng 2 và tháng 3. Làn sóng thứ ba là một bước lùi mới. Dựa trên số liệu việc làm trong tháng 3, Ngân hàng Trung ương ước tính rằng khoảng 300.000 người sẽ cần phải được thuê để trở lại mức trước đại dịch, hoặc 475.000 người khi bao gồm cả sự gia tăng dân số. Ngân hàng Trung ương nhận thấy, tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada, ở mức 7% trong năm nay, tăng so với dự đoán trước đó là 5%. Lạm phát hàng năm của Canada tăng vọt vào tháng 3. Cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết, tốc độ lạm phát hàng năm đã tăng cao hơn vào tháng 3, phần lớn do giá cả lao dốc một năm trước khi đại dịch bắt đầu. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 2,2% so với một năm trước. Chẳng hạn, giá xăng tháng 3 đã tăng 35,3% so với cùng tháng năm ngoái, khi giá dầu đạt mức thấp nhất trong 4 năm lúc đại dịch bùng phát. Nếu loại trừ giá năng lượng, lạm phát tiêu đề sẽ nhẹ hơn ở mức 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức trung bình của ba thước đo lạm phát cơ bản của Canada được Ngân hàng Trung ương theo dõi chặt chẽ,
được coi là thước đo tốt hơn về áp lực giá cơ bản. Con số này là 1,93% trong tháng 3. Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững vào nửa cuối năm 2022. Statkan cho biết, chi phí thay thế chủ nhà liên quan đến giá nhà mới đã tăng 7,9% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2006. Đồng thời, giá thực phẩm cũng tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 5 người ở tỉnh Ontario từ các địa chỉ khác nhau bị phạt sau khi đi trên cùng một chiếc xe trong thời gian lệnh ở nhà đang có hiệu lực. Hôm thứ Bảy, 5 người đến từ các địa chỉ khác nhau trong khu vực thành phố Brantford đã bị buộc tội sau khi đi trên cùng một chiếc xe. Xe đã bị dừng lại tại một khu vực kiểm tra tại chỗ ở Timmins trên xa lộ 101 gần xa lộ 655, trong lúc tỉnh đang dưới lệnh ở nhà. Theo lệnh ở nhà hiện tại, các cuộc tụ tập với bất kỳ ai bên ngoài hộ gia đình của một người bị cấm để giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. Mặc dù có một ngoại lệ đối với những người sống một mình, họ có thể tiếp xúc với một hộ gia đình khác. Mỗi người ngồi trên xe đều nhận giấy phạt. Mỗi hành vi vi phạm theo đạo luật bảo vệ dân sự và quản lý khẩn cấp sẽ bị phạt $880 khi bị kết án hoặc nhận tội. Thẩm phán Tòa án Tối cao tỉnh BC chấp thuận yêu cầu của bà Mạnh Vãn Châu để trì hoãn các phiên điều trần dẫn độ. Thẩm phán của Tòa án Tối cao tỉnh BC là Phó Chánh án Heather Holmes đã chấp thuận yêu cầu của Giám đốc điều hành Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, để trì hoãn các bước cuối cùng trong các phiên điều trần dẫn độ của bà vài ngày trước khi phiên tòa bắt đầu. Các phiên điều trần đã dự kiến bắt đầu vào hôm thứ Hai, nhưng các luật sư của bà Mạnh cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các tài liệu liên quan đến vụ việc đã nhận được thông qua một tòa án Hồng Kông. Họ đã yêu cầu Phó Chánh án Holmes vào hôm thứ Hai trì hoãn các thủ tục tố tụng cho đến ngày 3 tháng 8. Sự trì hoãn mà họ lập luận rằng cũng sẽ cho phép thời gian để làn sóng COVID-19 thứ ba của đại dịch lắng xuống. Các luật sư cho Tổng chưởng lý của Canada đã lập luận rằng không có lý do gì để trì hoãn các thủ tục tố tụng trong vụ án cấp cao, đặc biệt là công chúng đang quan tâm. Bà Mạnh đã bị bắt tại sân bay Vancouver vào năm 2018 theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ, cáo buộc gian lận liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, mà cả bà và công ty Huawei đều phủ nhận. Lượng tuyết rơi kỷ lục ở thành phố Montreal khi nhiệt độ xuống dưới mức trung bình. Thành phố Montreal đã hứng chịu lượng tuyết kỷ lục vào thứ Tư hôm nay khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng. Vào lúc 2 giờ chiều, 4cm tuyết đã rơi trên thành phố, phá vỡ kỷ lục cũ là 0,8cm vào năm 1963. Tầm nhìn đã giảm xuống chỉ còn hơn 1 km, nhiệt độ cũng lạnh bất thường. Nhiệt độ buổi chiều ở Montreal vẫn dưới ngưỡng đóng băng, dao động quanh mức âm 1 độ C, trong khi mức cao trung bình vào ban ngày vào ngày 21 tháng 4 là 12 độ C. Lượng tuyết rơi sẽ giảm dần đến tối thứ Tư và sẽ kết thúc sau buổi tối. Mây sẽ tiếp tục kéo dài đến thứ Năm khi nhiệt độ tăng dần. Tuyết rơi dự kiến sẽ dày đặc hơn ở phía đông Montreal. Trong khi đó, thì khu vực Lower St. Lawrence được cảnh báo có tuyết rơi dày từ 15cm đến 30cm trong dự báo. Người lái xe ở những khu vực này đã được cảnh báo phải chuẩn bị cho những điều kiện di chuyển nguy hiểm, đặc biệt là một số có thể đã chuyển từ lớp xe mùa đông sang lớp xe mùa hè. Tuy nhiên, tuyết cuối mùa sẽ tăng nhanh vì nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trở lại. Thứ Sáu ở Montreal sẽ có nhiều nắng. Tiếp theo phần bản tin Canada sẽ là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn trở lại với biên tập viên Quỳnh Giao. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các nước phương Tây về việc vượt qua giới hạn tôn trọng với nước Nga. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên xâm phạm thêm các lợi ích an ninh của Nga, đồng thời cho biết rằng phản ứng của Moscow sẽ rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuyên bố của ông Putin trong bài phát biểu cấp quốc gia thường niên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường quân đội quy mô lớn gần Ukraine, nơi các vi phạm ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm giữa lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn và phía Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây.
Hoa Kỳ và các đồng minh đã thúc giục Điện Kremlin rút quân trở về. Moscow đã bác bỏ những lo ngại của Ukraine và phương Tây về việc tăng quân, nói rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và Nga có thể tự do triển khai lực lượng trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng cảnh báo chính quyền Ukraine không nên sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát khu vực phía đông do phiến quân nắm giữ, đồng thời cho rằng Nga có thể buộc phải can thiệp để bảo vệ dân thường trong khu vực. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhắc đến các động thái nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Nga và cho biết quân đội sẽ tiếp tục trang bị ngày càng nhiều tên lửa siêu thanh tối tân và các loại vũ khí mới khác. Trong khi đó, làn sóng biểu tình bắt đầu lan rộng khắp nước Nga để ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập, ông Alexei Navalny đang bị bắt giam. Một nhóm nhân quyền cho biết gần 1.500 người đã bị bắt. Cập nhật nhanh tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến ngày thứ tư, trên thế giới đã có hơn 143,2 triệu ca nhiễm COVID-19, với hơn 3 triệu ca tử vong đã được ghi nhận. Ở Hoa Kỳ, Nhà Trắng cố gắng khắc phục nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 ngày càng giảm bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp ưu đãi thuế để nhân viên nghỉ việc có lương đi tiêm vaccine. Động thái này diễn ra khi Hoa Kỳ đang đáp ứng mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là tiêm 200 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên ông tại nhiệm. Hiện tại, hơn 50% dân số người lớn được tiêm chủng ít nhất một liều và khoảng 28 triệu liều vaccine được phân phối mỗi tuần. Tại châu Âu, các nhà lập pháp Đức đã thông qua đề xuất của Thủ tướng bà Angela Merkel về việc bắt buộc hạn chế ở những khu vực mà coronavirus đang lây lan quá nhanh. Luật cho phép áp dụng phanh khẩn cấp ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, nhằm chấm dứt các biện pháp đối phó chấp vá không nhất quán giữa 16 bang ở nước này. Tại Ý, chính phủ sẽ mở cửa các rạp chiếu phim, nhà hát và phòng hòa nhạc cho số lượng khán giả hạn chế ở các khu vực có mức độ lây nhiễm thấp nhất bắt đầu từ thứ hai tới. Giới hạn là tối đa 500 người trong nhà và 1.000 người ngoài trời. Ấn Độ vừa báo cáo số trường hợp nhiễm mới cao kỷ lục là 295.041 người. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết ít nhất 22 bệnh nhân đã chết hôm thứ Tư tại một bệnh viện ở miền Tây Ấn Độ sau khi nguồn cung cấp oxy bị gián đoạn do một bình bị rò rỉ. Các bệnh viện ở thủ đô và các nơi khác đã cảnh báo rằng nguồn cung cấp oxy y tế dành cho bệnh nhân COVID-19 bệnh nặng đang cạn kiệt. Cho đến nay, Ấn Độ đã tiêm gần 130 triệu liều vaccine, nhiều nhất trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng vẫn còn rất ít so với dân số của quốc gia này. Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị ban hành tình trạng khẩn cấp thứ ba ở Tokyo và khu vực đô thị phía Tây xung quanh Osaka, theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo địa phương. Họ nói rằng các biện pháp hiện tại không thể kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm coronavirus. Cảnh sát ở tiểu bang Ohio bắn chết một thiếu nữ da đen cầm dao, trong khi Tổng thống Joe Biden chia sẻ Hoa Kỳ vẫn cần làm nhiều hơn nữa để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden và Phó Tổng thống bà Kamala Harris biểu dương kết quả bản án trong phiên tòa xét xử vụ giết người tai tiếng của cựu cảnh sát Minneapolis, ông Derek Chauvin. Họ tin rằng đây là một bước tiến trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ còn nhiều việc phải làm để chiến đấu chống lại nó. Trong khi đó, tại thành phố Columbus ở tiểu bang Ohio, một viên cảnh sát đã bắn chết một thiếu nữ da đen. Theo các quan chức và video hiện trường cho thấy, cô đã cố gắng chém hai người phụ nữ khác bằng dao. Đoạn video cho thấy một thiếu nữ nhanh chóng lao về phía một cô gái khác với một vật nhìn giống như một con dao. Viên cảnh sát đã la khẩu lệnh nằm xuống trước khi thiếu nữ kia dường như đang lao đến cô gái thứ hai. Sau đó, viên cảnh sát ấy bắn 4 phát súng về phía người thiếu nữ. Người tử vong được xác nhận là Makia Bryant, 16 tuổi. TikTok bị kiện về việc khai thác và sử dụng dữ liệu của trẻ em. TikTok đang gặp phải một thách thức về mặt pháp lý từ cựu ủy viên phụ trách trẻ em từ Vương quốc Anh, bà Anne Longfield, về cách ứng dụng này thu thập và sử dụng dữ liệu đến từ trẻ em. Đơn kiện đang được đệ trình thay mặt cho hàng triệu trẻ em ở Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, những người đã sử dụng ứng dụng chia sẻ video cực kỳ phổ biến này. Nếu vụ kiện thành công,
TikTok có thể nợ những đứa trẻ bị ảnh hưởng hàng ngàn bản Anh. Các luật sư cáo buộc rằng TikTok đã lấy các thông tin cá nhân của trẻ em, bao gồm số điện thoại, video, định vị và dữ liệu sinh trắc học mà không có đủ cảnh báo, sự minh bạch hoặc sự đồng ý cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, cũng như trẻ em và cha mẹ không biết được những thông tin này đang được sử dụng vì mục đích gì. Về phía TikTok, ban quản lý của ứng dụng trả lời rằng việc này không hề có căn cứ, cũng như sẽ thực hiện các hành động để chống lại đơn kiện. Năm 2019, công ty này đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ phạt kỷ lục 5,7 triệu đô la Mỹ vì xử lý dữ liệu trẻ em không hợp lý. Công ty đã bị phạt ở Hàn Quốc về cách thu thập dữ liệu trẻ em. Vụ việc này liên quan đến phần mềm Musical.ly được kết hợp vào TikTok, cố ý lưu trữ nội dung do người dùng dưới 13 tuổi xuất bản. Sau đó, TikTok được lệnh xóa dữ liệu và thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo văn phòng truyền thông Anh, 44% dân số trẻ em từ 8 đến 12 tuổi ở Anh sử dụng TikTok, bất chấp chính sách của họ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng này. Chính phủ Liên bang Úc hủy bỏ các thỏa thuận vành đai và con đường Belt and Road giữa tiểu bang Victoria với Trung Quốc. Ngoại trưởng của nước Úc, bà Maurice Payne cho biết, bà sẽ hủy bỏ hai thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai và con đường giữa tiểu bang Victoria với Trung Quốc, cùng với đó là hai thỏa thuận trước đây giữa chính quyền địa phương với Iran và Syria, vì chúng không phù hợp với chính sách đối ngoại của Úc hoặc bất lợi cho quan hệ đối ngoại của họ. Chính phủ liên bang đã ban hành luật mới vào năm ngoái, cho phép họ xem xét và hủy bỏ một loạt các thỏa thuận quốc tế mà các bang và vùng lãnh thổ, các hội đồng và trường đại học đã ký. Việc hủy bỏ bao gồm một biên bản cam kết mà Thủ tướng Lao động, ông Daniel Andrews, đã ký với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc vào năm 2018. Biên bản cam kết viết rằng, cùng nhau thực hiện các sáng kiến trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Payne cho biết bà đã quyết định thông qua bản ghi nhớ được đề xuất giữa Chính phủ Tây Úc và Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia. Thỏa thuận đó tập trung vào hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên. Các nhà khoa học phát hiện lại giống cà phê phù hợp với khí hậu ấm hơn. Trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp ở Sierra Leone, các nhà khoa học đã phát hiện lại một giống cà phê chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, một loài cây mà họ cho rằng có thể giúp bảo đảm tương lai của mặt hàng có giá trị này vốn bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Giống này có tên là Coffea stenophylla, có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao hơn cà phê Arabica, chiếm 56% sản lượng toàn cầu, và cà phê Robusta chiếm 43%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cà phê Stenophylla cũng có hương vị đặc biệt, tương tự như Arabica. Nhà thực vật học ông Aaron Davis, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Plants, cho biết Stenophylla đã được trồng ở một số vùng của Tây Phi và xuất khẩu sang châu Âu cho đến đầu thế kỷ 20, trước khi bị hủy bỏ do người nông dân chuyển sang giống Robusta. Nhiều nông dân trên khắp vành đai trồng cà phê trên thế giới đang phải trải qua những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, một mối quan tâm cấp bách đối với ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la này. Hương vị của Arabica được đánh giá là hảo hạng và mang lại giá thành cao hơn so với Robusta. Loại cà phê chủ yếu được sử dụng cho cà phê hòa tan, nhưng Arabica ít có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu chỉ ra rằng sản lượng Arabica toàn cầu có thể giảm ít nhất 50% vào giữa thế kỷ này. Giống Stenophylla phát triển ở nhiệt độ trung bình là 24,9 độ C, cao hơn 1,9 độ so với cà phê Robusta và cao hơn tới 6,8 độ so với cà phê Arabica. Việc tái khám phá Stenophylla có thể giúp ích trong tương lai của ngành cà phê, vốn hỗ trợ nền kinh tế của một số quốc gia nhiệt đới và cung cấp kế sinh nhai cho hơn 100 triệu nông dân. Có 124 loại cà phê được biết đến, mặc dù Arabica và Robusta là giống thống trị thị trường. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7985 đô la Mỹ và bằng 0,6642 đồng euro, theo Bank of Canada.
Trong khi đó, thì một đô la Canada bằng 18.467 đồng Việt Nam. Theo Axie.com, vào tối ngày 21 tháng 4, giá dầu Brent đang đứng ở mức 65,06 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng dầu ngày giảm ở mức 1.793,5 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 21 tháng 4 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời các bạn bấm đăng ký subscribe miễn phí và nhớ bấm nút chuông kế bên để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như là nguồn động lực để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp xây dựng của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh và Quỳnh Giao xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chích ngừa, và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng COVID-19/Ontario.ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.